Xin chào tất cả mọi người. Trong video hôm nay mình xin nói về vấn đề là một số chia sẻ về Uber Eats. Thì gần đây á, Uber nổi tiếng khắp Nhật Bản, được giới đông đảo giới trẻ Nhật và người ngoại quốc chọn là công việc để kiếm thêm thu nhập vì thời gian tự do và yêu cầu thì không cao, đặc biệt đối với những bạn người nước ngoài không thích giao tiếp hoặc không tự tin vào khả năng giao tiếp tiếng Nhật thì vẫn có thể làm được, lương cũng tương đối cao hơn các ngành nghề khác. Tuy nhiên, đối với người nước ngoài có thể làm Uber thì phụ thuộc vào tư cách lưu trú. Nếu mà visa gia đình hoặc là visa du học sinh thì có thể đăng ký làm thêm 28 tiếng một tuần. Còn visa kỹ sư cơ bản thì không thể làm việc ngoài tư cách lưu trú. Tuy nhiên, nếu mà công ty hiện tại gặp khó khăn mà tiền lương giảm, không có tiền thưởng, không đủ sinh hoạt cho cuộc sống thì có thể xin giấy hoạt động ngoài tư cách lưu trú để kiếm thêm trang trải cuộc sống. Cơ bản là rất khó, nhưng mà do ảnh hưởng của Corona, bạn xin phép công ty rồi xin giấy tờ nộp lên Nhu Cần thì tùy vào mức độ mà Nhu Cần sẽ xem xét ha. Những loại visa không làm việc không giới hạn như là vĩnh trú, định trú, vợ chồng người Nhật, vợ chồng vĩnh trú thì có thể làm tất cả các ngành nghề không giới hạn thời gian, cho nên là những visa này thì làm việc thoải mái ha. Rồi điều kiện để làm Uber là các bạn phải trên 18 tuổi, rồi phải có tài khoản ngân hàng, tài khoản usual là không được chấp nhận nha. Rồi có phương tiện di chuyển, xe đạp hoặc xe máy, trình độ tiếng Nhật ở mức giao tiếp hàng ngày, có tư cách lao động có thể hợp pháp, có tư cách lưu trú có lao động hợp pháp như đã nói ở trên, rồi có điện thoại, có sim để phía Uber có thể liên lạc với bạn bất cứ khi nào ha. Rồi một số lưu ý, khi mà đặt đồ qua Uber thì khách hàng có thể chọn phương thức thanh toán trong ứng dụng trên điện thoại, thẻ tín dụng hoặc là thanh toán bằng tiền mặt. Mà nếu như khách hàng thanh toán bằng tiền mặt thì hơi rắc rối, vì người giao hàng phải nhận tiền mặt từ khách hàng rồi giao lại cho Uber và chuẩn bị tiền thối các kiểu nữa. Một số sản phẩm không được thanh toán bằng tiền mặt như là đồ uống có cồn, rượu, bia, dù di chuyển bằng xe máy hay xe đạp thì cũng cần chuẩn bị giá đỡ giúp điện thoại cố định để tránh đi nhầm đường, trễ thời gian giao hàng sẽ bị khách hàng phàn nàn. Rồi khi đăng ký tham gia chạy Uber thì người ta sẽ phát cho bạn cái túi và phải đặt cọc 4 sen. Thì phí này khi không cần trả tiền mặt liền ngay lúc đó mà sẽ được khấu trừ vào tiền lương đầu tiên. Nếu như bạn nghỉ Uber thì sẽ phải trả lại túi giao hàng và nhận lại tiền cọc. Rồi do phải mở chức năng định vị nên là sẽ nhanh hết pin điện thoại, vì thế các bạn phải chuẩn bị pin dự phòng nữa. Và nếu là du học sinh thì làm thêm cần phải khai báo thuế và lưu ý không được làm quá 28 tiếng một tuần. Thì trên đây là những lưu ý để làm Uber, mong rằng sẽ có ích cho tất cả các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.